Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái loại gỗ thông các bạn nhé. Gỗ thông ở trên thị trường thì nó có đặc điểm là nó nhẹ này, nó dễ sử dụng này, nó rất là tiện trong việc làm những cái đồ nội thất, đồ trang trí, hoặc là làm những cái sản phẩm nghệ thuật nho nhỏ, hoặc là làm đồ gỗ pallet. Thì đây là một trong những cái loại gỗ thông mà mình muốn giới thiệu với các bạn. Đây là gỗ thông nhập khẩu từ châu Âu, nó sẽ có màu trắng. Đây là gỗ thông New Zealand. Còn cái gỗ thông mà màu vàng vàng này này là gỗ thông của Việt Nam. Đây, đã xẻ ra như thế này đây các bạn này. Gỗ thông nhập khẩu, nếu mà các bạn mà gỗ thông nhập khẩu từ Mỹ thì nó sẽ có cái màu vàng giống như là thông Việt Nam mà mình vừa quay. Còn thông mà nhập khẩu từ New Zealand nó sẽ có màu trắng như thế này. Đây, kích thước của nó ở đây là một bề dày 10 phân và một bề rộng là 14 phân các bạn ạ. Đây là những cái loại gỗ hộp người ta nhập về. Đây, còn nếu mà thông Mỹ thì nó sẽ có cái màu nó tương tự như cái màu này các bạn ạ. Gỗ thông thì nó sẽ hay có nhiều mắt, rất là nhiều mắt, các bạn nhìn thấy không? Rất là nhiều mắt như thế này. Hiện nay đang vào dịp cuối năm thì các bạn có thể thấy là người ta đang sử dụng bán rất là nhiều những cái loại lịch gỗ. Thì những cái loại lịch gỗ mà để quả tròn tròn đấy là nó cũng được làm từ gỗ thông này đấy các bạn ạ. Gỗ thông hiện nay ấy, thì giá cả nó sẽ dao động từ 6 triệu đến 7 triệu cho một cái khối gỗ các bạn ạ. Với những cái gỗ thông mà nhập khẩu từ New Zealand hoặc là từ Mỹ thì tất cả được đóng kiện trong container. Và giá cho một cái khối gỗ của nó là khoảng 237 đô cho một cái khối gỗ thông các bạn ạ. Còn thông Việt Nam này thì 6 đến 7 triệu đồng một khối các bạn nhé. Khi mà mình đứng cạnh những cái tấm gỗ thông được xẻ ở dạng tươi như thế này thì mùi của nó rất là thơm. Thơm cảm giác như có một chút tinh dầu gì đó làm cho mình cảm thấy rất là hắc. Nó có một cái mùi gỗ rất là đặc trưng các bạn ạ. Ở đây khách hàng đang xẻ thuê những cái tấm gỗ thông này để về để làm những cái hộp quà ấy các bạn ạ. Những cái công ty lớn dịp Tết sắp đến rồi, họ sẽ có những cái phần quà mà họ cần đựng ở trong cái hộp gỗ đẹp như thế này, hoặc là các bạn đi mua cái sản phẩm mà nó có những cái loại hộp quà ấy, hộp sản phẩm mà đựng bằng gỗ ấy, thì đây là cái tấm mà khi người ta làm ra, người ta chế tác ra sẽ ra cái hộp như vậy các bạn ạ. Đây hôm nay là một chút những cái kinh nghiệm nho nhỏ về gỗ thông cũng như là cái sản phẩm và cái chất gỗ thông. Nếu mà các bạn yêu thích video thì các bạn hãy nhấn nút like cho mình nhé. Và nếu các bạn thích yêu thích kênh thì các bạn hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo mà mình sẽ đưa ra cho các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video rất là nhiều và chào tạm biệt các bạn.